nguyên một cái hồ sen rất là đẹp luôn. Xung quanh thì có dừa, trái cây, rồi có nhà vườn. Anh chị nhìn thấy cái cảnh này, mình thấy giống như ở dưới miền Tây không anh chị? Thì ngày hôm nay Tài đang có mặt tại xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Muốn gửi đến cho anh chị và chú một cái căn nhà vườn với diện tích là 6.843 m2. Và hiện tại thì cái thửa đất vườn của mình thì chưa có thổ cư anh chị. Trên đất thì có trồng nguyên một vườn dừa. Dừa trái thì cho rất là sai ha. Và có một cái ao cá cũng khá là lớn. Đó, trên ao cá thì cũng trồng những cái cây bông sen. Và phía bên kia thì có nguyên một vườn cây ăn trái đủ loài luôn anh chị. Ưu điểm của cái căn nhà vườn, cái thửa đất vườn ngày hôm nay thì rất là gần với trục chính, đó là đường Bình Giã Quảng Thành. Ưu điểm thứ hai thì cũng khá là gần với tuyến đường Mỹ Xuân Ngãi Giao Hòa Bình. Và ưu điểm thứ ba thì từ vị trí này anh chị di chuyển ra những cái trung tâm tiện ích mua sắm, trường học, chợ, trạm xá, rồi những cái tôn giáo thì cực kỳ là thuận lợi luôn ha. Và có một cái giá cũng khá là hợp lý. Giá chỉ là tầm 850 triệu trên 1.000 mét vuông, là trên một sào đất đó anh chị. Thì tính tổng của cái thửa đất vườn năm nay thì tầm khoảng là 5 tỷ 7 anh chị nha. Rồi thì xin mời anh chị và cô chú cố gắng xem hết cái video, hết cái sản phẩm ngày hôm nay để biết về thông tin, những cái thông tin chi tiết ha. Đó. Trước tiên thì Tài nói về kết nối giao thông ở khu vực này để cho anh chị và cô chú được nắm về giao thông ha. Di chuyển thẳng theo trục đường này thì anh chị sẽ về tới trung tâm của thị trấn Ngãi Giao. Và cũng như di chuyển thẳng theo trục đường này thì anh chị sẽ về trung tâm y tế huyện Châu Đức ha. Một trong những cái trung tâm vừa được mới xây dựng xong luôn, nhưng mà chưa đưa vào hoạt động anh chị. Và trên cái trục đường nhựa của mình thì cũng có dây điện, dây wifi. Rồi ở đây thì khu dân cư cũng ở cũng rất là đông anh chị. Và cũng như di chuyển thẳng theo trục đường này thì anh chị cũng sẽ đi ra những cái trục đường nông thôn kết nối giao thông ở khu vực này. Còn di chuyển hướng ngược lại thì anh chị di chuyển tầm khoảng là 150 m là mình sẽ ra tới trục đường chính, đó là Bình Giã Quảng Thành. Rẽ qua hướng bên tay trái thì anh chị di chuyển khoảng là 4-5 cây thì mình sẽ di chuyển vào tới trung tâm của xã Quang Thành. Đó. Còn rẽ qua hướng tay phải thì mình đi về trung tâm của xã Bình Giã anh chị. Thì từ cái vị trí Tài đang đứng mà anh chị di chuyển ra tới trung tâm của xã Bình Giã thì mất khoảng tầm là 2 km ha. Thì ra tới đó thì mình sẽ có đầy đủ những cái tiện ích tiện nghi, những cái mặt hàng, những cái nhu yếu phẩm phục vụ cho nhu cầu đời sống của bà con nơi đây. Đó. Thì thửa đất vườn của mình thì nằm trên một cái trục đường đất. Nói chung là đường đất thì xe ô tô mình di chuyển thoải mái anh chị. Và cách cái trục đường nhựa này tầm khoảng là 50 m thôi. Rồi bây giờ thì Tài sẽ di chuyển vào phía trong đất để quay cho anh chị và cô chú xem ha. Đó, ở đây thì nói chung là dây điện, dây wifi là đầy đủ. Nhưng mà khi vào cái khu vực này thì Tài thấy là chưa có hệ thống nước sạch, nước máy anh chị ha. Và trên đất của mình thì cũng đã có giếng khoan rồi. Sau này anh chị có thể là mình xài bằng giếng khoan cũng được. Hoặc là sau này anh chị mua về, mình đăng ký kéo nước máy vào khu vực này thì người ta vẫn kéo anh chị ha. Đó, trục đường của mình thì trục đường đất nói chung là khá là rộng. Xe ô tô, xe tải đi lại thoải mái anh chị. Và cách cái trục đường nhựa ở phía hồi nãy thì tầm khoảng là 50 m thôi. Đó, cái mặt tiền của mình thì cái mặt tiền ở đất của mình thì được tầm khoảng là 71.5 m ha. Đó, xung quanh thì ở trước thì đã có cổng rào và xung quanh thì đã được rào lưới B40 hết rồi anh chị. Đó, cái mặt tiền này thì tính từ ngay cái vị trí này. Đó, và đổ kéo dài qua phía bên kia. Và đất của mình thì xoay mặt về hướng chánh đông anh chị ha. Và đất của mình thì đã có dây điện, dây wifi kéo vào tới phía trong đất rồi. Bước vào trong thì mình sẽ có một cái nhà. Đó, cái nhà này thì mình cũng có mái che luôn anh chị. Đó, nhà này thì nói chung là ở tầm 1-2 người.
thì được anh chị ha, nói chung cũng khá là nhỏ. Đó, đường này thì mình chạy thẳng là mình vào tới cái nhà gỗ rồi ao cá ở phía trong. Đó, đất của mình thì rất là bằng phẳng, bằng từ trên xuống dưới luôn anh chị. Đó, trên đất thì có trồng một số cây sao, một số cây cảnh như là khế, rồi lộc vừng. Đó, bên này thì có một số bụi xả, một số cây lâu năm. Nói chung là cái đất của mình thì nói chung là còn nhiều khoảng đất trống lắm. Sau này anh chị sở hữu về thì mình có thể là mình trồng thêm một số cây ăn trái theo cái nhu cầu, theo cái ý thích của anh chị ha. Đó. Ranh giới của mình thì xung quanh đã rất là rõ ràng, đã có hàng ranh hết rồi anh chị. Trái cây thì đủ loại. Đó. Cóc, chôm chôm, táo, ổi, mít, đu đủ, nói chung là cây nào cũng có. Ở đây thì có cây dâu tằm nè anh chị. Đó, bên này thì mít, mít này thì mít Thái. Đó, được hai hàng mít. Rồi ở trên trên cái ao cá của mình á thì chủ trồng dừa. Đó. Sát hồ thì có một hàng, và ở trên hồ thì là một hàng ha, và ở giữa thì có một cái đường đi. Đó, sau này mình sở hữu về thì mình có thể mình làm cái đường này thành cái đường bê tông, hoặc là mình trải những cái thảm đá, thảm cỏ ra để mình tạo một cái view để mình nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng anh chị ha. Đó, rất là đẹp luôn. Dừa thì cũng được chăm sóc rất là kỹ lưỡng anh chị, cho trái rất là sai. Đó, hồ thì hồ cá của mình cũng khá là rộng, và ở dưới có rất là nhiều loài cá. Đó, có con thì tầm khoảng là hơn 5 kg anh chị. Đó, một cái hồ sen ha. Bước vào cái thửa đất vườn ngày hôm nay thì tạo cho mình một cái cảm giác rất là thoải mái. Thì xung quanh của cái thửa đất vườn của mình thì ruộng lúa mênh mông bát ngát. Đó, mình có một cái view ruộng lúa anh chị. Và không khí ở khu vực này thì rất là mát. Những cái lô đất mà có ao hồ và những lô đất mà cặp với cánh đồng ruộng lúa thì hơi nước anh chị thì bốc lên. Nên nói chung là cũng rất là mát ha. Đó, anh chị cũng nhìn thấy ha. Cây dừa rất là nhỏ nhưng mà trái thì là cực kỳ nhiều luôn, rất là sai luôn. Tiến qua bên này thì mình sẽ có một cái nhà. Đó, một cái nhà mát. Nhà mát này thì cũng khá là rộng. Đó, ở trên thì nếu như mình có tiệc tùng hoặc là mình có bạn bè người thân mà về để mình giải trí, ăn uống, party ở khu vực này thì cực kỳ là hợp lý luôn chị ha. Đó, có tủ kệ, chén bát đầy đủ. Nhà thì được lợp bằng ngói. Đó. Không gian này thì mình có thể là mình ngồi uống trà, uống cà phê buổi sáng cũng được. Nói chung là cảnh cảnh vật ở đây thì rất là chill. Có cá, anh chị có thấy cá không quần dưới không? Đó, con cá rất là to luôn. Cái hồ cá này thì nếu như mà sau này anh chị sở hữu về mà có những em bé nhỏ, nhà gia đình mà mình có trẻ nhỏ thì mình cũng làm những cái hành lang bảo vệ ha, để phòng ngừa rủi ro ha. Đó, nói chung hồ này thì cũng khá là sâu anh chị. Rồi, một cái mảnh vườn rất là đẹp ha. Bây giờ thì Tài sẽ di chuyển qua phía bên kia. Đó, và quay cái khu vườn phía bên kia một tí xíu nữa. Rồi sau đó Tài sẽ cung cấp về pháp lý của cái thửa đất của mình và những cái hình ảnh ở trên Flycam để cho anh chị và các chú được nắm bắt về pháp lý của cái thửa đất của mình ha. Đó, bên này thì cũng trồng rất là nhiều những cái cây ăn trái. Ở đây thì có một cái cây lộc vừng, mít, rồi xoài,
xoài thì cũng rất là tươi tốt. Những cây xoài này cũng đã cho trái rồi anh chị. Đó. Đất này thì mình có thể là anh chị mua về mình trồng thêm sầu riêng, hoặc là mình trồng thêm nhãn ha, măng cục. Thì nói chung là cái thổ nhưỡng loại đất này cũng khá là tốt á. Đó. Bên này thì có những cây chanh, cây tắc, cây cam, rồi samuche, cũng có những một số cây măng cục nữa nè anh chị. Rồi chôm chôm. Đó. Nói chung khu vườn này thì cây ăn trái cũng khá là nhiều rồi. Nhưng mà Tài thấy là chưa có sầu riêng thôi anh chị. Ở đây thì có cây me luôn nè. Cái vườn cây ăn trái này chủ thì cũng chăm bón phân rất là này kia, nên cây nó mới tươi tốt, nó mới xanh mướt như vậy được anh chị. Đó. Đất thì nói chung bước vào thì nó bằng phẳng luôn anh chị, bằng từ ngoài đường vào tới cuối đất luôn. Đó. Nói chung là khá là đẹp ha, cái thế đất của mình khá là đẹp. Đặc biệt là vào cái thửa đất này thì kết nhất là những cái cây dừa. Đó, những cây dừa chủ chăm bón sao mà cây nó thấp thấp lùng lùng thôi mà trái khủng khiếp. Đó, hồ này thì nói chung là lô đất của mình thì anh chị khỏi phải lo về phần ranh giới. Ranh giới thì xung quanh thì chủ đã rào hết rồi, về phần ranh giới thì đã rõ ràng. Và sổ của mình thì cũng đã là cấp đổi khu đo sổ mới rồi anh chị. Nên về ranh giới thì cực kỳ là rõ ràng rồi ha. Rồi, bây giờ thì xin mời anh chị và cô chú cùng xem sổ sách cũng như là một số hình ảnh trên Telegram của cái thửa đất vườn hôm nay ha. Thì diện tích của mình là 6.843 m², hình thức là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất trồng lúa nước anh chị, thời hạn sử dụng là đến năm 2063 ha. Và sổ của mình thì cấp đổi năm 2022. Thì hiện tại thì sổ này mình có thể là chuyển đổi mục đích, nhưng mà năm này thì nhà nước chưa cho chuyển đổi anh chị ha. Rồi, còn đây là sơ đồ hình dáng của thửa đất. Đất của mình thì nằm trên một cái trục đường đất. Đó, và cái sổ của cái thửa đất của mình thì cũng khá là đẹp, khá là vuông vắn anh chị. Còn đây là thông tin quy hoạch của thửa đất. Ở trước của mình thì được 71,5 m và kéo dài vào 48,2 m. Và cái cành dài của mình là được 66,4 m. Ở sau thì mình nở hầu là 96,5 m anh chị ha. Và hiện tại á, thì đất trồng chuyên lúa nước thì trên bản test quy hoạch của Tài á, thì diện tích là 5.510 m². Và đất trồng cây hàng năm khác á, là 1.050 m², và đất trồng cây lâu năm là 177,8 m². Đó, còn sau này cái tuyến đường này nếu như mà dân chịu hiến đất mà làm đường, nhà nước ủi đường nhựa thì mình sẽ mất đất là tầm khoảng là 100 m² để làm đường giao thông anh chị ha. Đó. Và đất này thì mình có thể là chuyển đổi mục đích, nhưng mà khi mà vào quay Tài hỏi những người bạn ở phòng tài nguyên thì người ta kêu là hiện tại thì chưa cho chuyển đổi mục đích cái thửa đất này anh chị ha. Còn đây là toàn bộ những hình ảnh trên Telegram để cho anh chị và cô chú có một cái nhìn tổng quát về cái xung quanh, cái quang cảnh xung quanh cái thửa đất vườn của mình. Đó. Xung quanh ở phía sau thì mình có một cái view ruộng lúa ha. Thì ở đây mảng xanh cũng khá là nhiều, anh chị cũng nhìn thấy đó. Nên không khí cực kỳ mát mẻ và trong lành. Từ thành phố Hồ Chí Minh, anh chị di chuyển về xem cái thửa đất vườn ngày hôm nay thì mất khoảng tầm là 62 cho đến 65 km. Còn nếu như anh chị có nhu cầu đi Biển Vũng Tàu, hoặc là anh chị ở thành phố Biển Vũng Tàu mà di chuyển về xem thì mất khoảng là tầm 43 km ha. Và cách biển Hồ Tràm, Hồ Cốc xuống nước nóng Bình Châu thì mất khoảng tầm 25 km. Nói chung ở đây thì
đường xá giao thông kết nối rất là thuận lợi đó. Và từ cái vị trí đất vườn của mình mà di chuyển ra những cái khu tiện ích mua sắm thì cũng khá là gần đó. Còn đây là hình ảnh ở phía cuối ranh đất đó. Thì bây giờ tài sẽ di chuyển ra những cái trục đường chính và cũng như là bay ra tới tuyến đường Mỹ Xuân ở Giao Hòa Bình và quay cho anh chị và chú xem ha. Đó, ra tới đó thì mình sẽ giao nhau với tuyến đường trục chính, đó là Bình Giã, Quảng Thành. Nó sẽ qua hướng bên tay trái thì mình sẽ đi thẳng thì mình sẽ về tới trung tâm của xã Quảng Thành. Còn tới ngay đây mà anh chị di chuyển thẳng thì mình sẽ ra trục đường chính DT765 ha, đó, ngay ngã tư này. Nói chung về giao thông, về những cái tiện ích thì khu vực này thì cũng khá là đầy đủ rồi anh chị. À, còn di chuyển hướng ngược lại này thì anh chị sẽ đi về trung tâm của thị trấn Nga Dao. À, mình đi cái đường ở phía trong cái lô đất của mình cũng được, hoặc là mình đi theo cái trục đường Bình Giã Quảng Thanh này. Anh chị cứ di chuyển thẳng thì mình sẽ ra tới trục đường chính Mỹ Xuân Nga Dao Hòa Bình ha. Rẽ qua hướng bên tay phải thì mình sẽ về trung tâm, về tới ngay vòng xoay của thị trấn Nga Dao. Rẽ tay trái thì anh chị sẽ đi qua Bình Trung, sau đó thì mình qua Xuyên Mộc để mình đi Hồ Tràm, Hồ Cốc xuống Nóng Bình Châu. Thì ở trên cái tuyến đường này cũng có trường mầm non, rồi trường trung học cơ sở nè anh chị. Đó. Còn qua phía bên này thì mình sẽ có trung tâm y tế huyện Châu Đức ha. Đó. Rồi bây giờ thì xin mời anh chị và chú cùng xem vị trí ở trên phần Google Maps. Còn đây là thông tin trên cái vị trí ở trên phần Google Maps ha. Thì anh chị quan tâm thì kết nối số điện thoại của Tài, Tài sẽ gửi thông tin sổ sách bản tất kế hoạch và kèm thêm vị trí để cho anh chị và chú tham khảo thêm. Thì cái thửa đất của mình thì nằm song song với trục đường chính, đó là Bình Giã Quảng Thành. Và di chuyển tới đây thì mình sẽ có những cái quán cà phê giải trí nè anh chị. Ở đây thì cũng có một cái quán ăn, quán ăn này thì của ông anh của Tài ha, quán ăn Đồng Quê Sake. Nói chung có một cái view rất là đẹp, nếu như anh chị có dịp về Châu Đức thì mình ghé qua đó để mình thưởng thức những cái món ăn cũng như là mình check in chụp hình những cái cảnh đẹp của cái quán anh chị ha. Rồi thì ra tới đây thì mình sẽ có trường đó, trường học nè anh chị, đó, trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ. Rồi ra tới đây là ra tới trung tâm của xã Bình Giã. Thì ở đây thì khu vực Bình Giã thì nói chung là theo đạo Thiên Chúa Giáo thì phần nhiều anh chị ha. Đó. Ra tôn giáo thì ở đây thì nhà thờ, giáo xứ. Còn anh chị mà theo Phật thì mình có thể là về tới chùa Như Ý. Đó. Nói chung là tôn giáo thì cũng khá là gần. Và về tới thị trấn Nga Dao thì tầm đâu đó khoảng là 2-3 cây thôi là mình sẽ ra tới trung tâm của thị trấn Nga Dao ha. Đó. Đường xá giao thông kết nối thì anh chị cũng nhìn thấy rồi. À, khá là thuận lợi. Phần cuối video thì từ ngay cái vị trí của cái thửa đất vườn, Tài sẽ di chuyển ra những cái trục đường chính kết nối giao thông ở vực này, cũng như là sẽ quay quang cảnh xung quanh hai bên đường để cho anh chị và cô chú xem ha. Đó. Và tới đây thì mình sẽ đi theo cái tuyến đường nhựa này, cứ chạy thẳng một mạch và mình sẽ giao nhau với tuyến đường Bình Giã Quảng Thành. Ở đây thì trục đường này thì chưa có đèn đường chiếu sáng ban đêm, nhưng mà ra trục đường chính Bình Giã Quảng Thành thì sẽ có đèn chiếu sáng anh chị ha. Và ra tới đây thì mình sẽ có những cái camera an ninh giám sát của nhà nước này. Nó đi thẳng thì mình sẽ ra đường trục đường chính DT765 cũng như là đi qua cái quán nhậu Đồng Quê ha. Đó. Ra tới đây thì mình nói chung là có đèn đường chiếu sáng, rồi là những cái tạp hóa, bách hóa tổng hợp thì ngoài tuyến đường này thì cũng có để phục vụ cho nhu cầu của bà con cũng như là nhu cầu của mình. Sau này mình sở hữu về thì mình không có thời gian đi chợ thì mình có thể là mình ghé những cái cửa hàng bách hóa, những cái sạp bán rau củ, thịt cá ở đây khu vực này anh chị ha. Đó, bên này thì là trường mầm non.
Di chuyển thẳng một đoạn nữa thì mình sẽ có một cái chợ sáng. Chợ này thì chỉ có là buôn bán buổi sáng thôi, còn buổi chiều thì không có anh chị ha. Đó. Qua khỏi cái trường một tí xíu, tới ngay ngã tư là sẽ có cái chợ người dân người ta kêu là chợ Chùm Hổm anh chị. Đó, và di chuyển thẳng thì mình sẽ ra trục đường Mỹ Xuân Ngã Giao Hòa Bình. Thì trục đường đó thì đang làm về hạ tầng giao thông, đang nâng cấp và mở rộng cái tuyến đường Mỹ Xuân Ngã Giao Hòa Bình nối về tới Xuyên Mộc luôn anh chị. Đó, đây là chợ tầm Chòm Hổm đó anh chị. Rồi thì video cũng khá là dài rồi, Tài cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu thửa đất vườn hôm nay tại đây. Cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã quan tâm và theo dõi cái sản phẩm bất động sản hôm nay. Thấy video hay bổ ích thì để lại cho Tài xin một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh, giúp kênh của Tài càng ngày càng phát triển hơn ha. Kính chúc anh chị cô chú có một tuần làm việc thật là hiệu quả và thành công trong cuộc sống. Kính chúc anh chị cô chú sẽ đeo lựa chọn cho mình một sản phẩm bất động sản tốt nhất, đầu tư đúng hướng và khởi sinh thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị cô chú ở những video tiếp theo review bất động sản ở khu vực Châu Đức và vùng ven ha.